Đổ thành chọc ở nhà em anh khổ gì đó. Nếu chịu rồi về sống, không chịu thì thôi. Hai đứa rồi bà trả lời sao? Thì nó trả lời với sao đó. Sao chứ bà trả lời sao nó? Thì cái nhau khổ thì khổ với nhau. Có khổ cùng khổ, có sướng cùng sướng. Rồi xong là tiến tới luôn. Rồi hai ông bà là sống với nhau bao nhiêu lâu rồi? Ba mấy năm rồi. Ôi, trong một túc đây đúng là một túc điều tranh hai quả trên vàng luôn ta. Không được liều đâu này chứ. Xin chào quý cô chú anh chị đã đến với kênh của Thành Lợi TV. Hiện tại đây đang có mặt tại nhà của Dũng Cầm Câu. Hôm nay đến đây thì bất ngờ anh Dũng được một chị Mạnh Thường Quân ở Mỹ tặng cho một cái tấm pin năng lượng mặt trời khá là lớn cả nhà, và cũng như đến hỏi thăm sức khỏe và tình hình của Thắm như thế nào. Hãy là mời cả nhà cùng theo lại để gặp trực tiếp gia đình của anh Dũng nha. Cái năng lượng mặt trời được chị Mạnh Thường Quân ở bên Mỹ mới cho anh Dũng nè cả nhà. Cái này làm nhiêu vậy anh Dũng? Cái này hả? Ừ. Cho ông cậu làm giùm. Làm giùm hả? Nhưng mà cái tấm pin á, tấm pin này hả 5.6 triệu. Cái chị đã ra tiền trả luôn. Rồi cái vàng sắt này để mình để tấm pin lên. Để pin cài luôn, đừng cho chúng bợ. Mà tổng cộng hết trơn là nhiêu tiền á? Tổng cộng này hả? Là vậy cái cục cái đóng là 5.6 triệu. Tổng cộng hết. Cái vàng sắt này tính chưa? Chưa. Sắt này cũng không có này làm giùm. À cho luôn ha. Ừ. À. Bà mua sắt thôi cho luôn. Có xài thử chưa? Có rồi, cho tổng á. Đâu xài được cái gì đâu cho biết rồi. Làm chó được. Đây. Chị Huệ. Khỏe chị Huệ. Khỏe em. Rồi thấm kìa. Thắm sáng giờ có đi ra ngoài không, nghe nằm có, đây mấy ngày mới vô á. Dạ hả? Sáng mới bán lên mấy người chị bán vậy đó. Tình hình sức khỏe Thắm hôm nay sao vậy chị Huệ? Khỏe nhiều rồi ha. Đây, cho em để nè. Rồi để mình coi nè, cái miếng pin của anh Dũng xài được gì. Mua nè, nó dưới tấm pin ngoài là 5.6 triệu đó, hết tất cả đó, dây đồ luôn. Này là được chị ở bên Mỹ hỗ trợ cho ha anh Dũng. À. Là xài được quạt gió nè. Hai ngày. Dưới bóng đèn bự lên đầu nữa đó. Ghim vô. Cháy. Thử rồi. Thử liền. Đó, quá sáng. Xài được hai cái quạt gió luôn ha. Dạ. Thì nhìn này ngoại nắm cho nè. Đây. Cái đó là mua gì chứ? Cái xài là của Thanh Tăng nè. Chứ không phải của tôi nha. À. Cũng tài trợ đó. Có mình mất có cái bình đó là sao? Cái bình đó sạc xuống đó đó anh. Sạc cái lượng đó. Là mình phải có cái bình xài luôn ha. Ờ xài luôn năng lượng đó. Ờ nãy giờ em cũng không có biết cái vụ mà phải có cái bình nữa nha. Ừ. Có bình mới được, có bình anh mới đưa xuống cái năng lượng nó sạc. Vậy là xuống. Cái bình mình phải mua riêng rồi. Ờ mua riêng. Mua lâu rồi. Chào anh gì? Rồi, chào bé Thắm luôn. Lâu gặp má mới nhầm. Cái này anh mà anh mới. Rồi Thắm khỏe không Thắm? Nha. Ăn uống gì chưa? Rồi. Trời nha. Nè, cũng mai mua xuống nè. Rồi ra gì? Cũng nhà tài trợ mua nữa. À, cho Yến rồi nè ha. Ờ. À, ra nhớ. Yến hộp mấy ba hộp luôn. Tới 4 hộp luôn. Nè, có mà chó nè, như mát. để cho Thắm tẩm bổ sức khỏe ha. Dạ. Chứ tôi có ăn uống gì cũng nói đâu. Bởi vậy có một số khán giả người ta không biết, người ta nói tiền của Mạnh Thường Quân cho cái gọng này nè, không đủ để này, mà chị Huệ với ông Dũng ăn nó, mà có đâu mà cho ông Thắm ăn. Trời, nói quan cho người ta không à. Đây nè, có mấy chục ngàn bạc nè anh, cho nè. Nè, thì nó mày hình đủ nè, lấy đi. Nè đó nè. Vậy đó. Đó. Không phải mẹ em nó nhóc đâu. Ừ. Bởi vậy khổ vậy đó. Múc cho mày coi luôn á, nuôi nó nhóc làm gì. Không gà lo cho nó hết tiền mẹ nó rồi còn đâu rồi. Còn được nhiêu tiền chị? Còn mấy chục ngàn bạc thôi nè. Mấy chục ngàn hả? Đây nè. Đây nè, như mấy ngôi nè, không có tiền giấy bự luôn nghe nè. Đó, nè. Đứt ruột chưa? Nè. Giấy bự không có nghe nè. Ừ. Còn vui không mà. Nè, đó. Cái gì? Đó. Vậy đó mà nói chị Huệ chị bỏ tiền chị xài riêng, không có lo gì cho anh Thắm hết. Xài riêng lắm. Xài riêng lắm, xài nhiều lắm nha.
lo cho nó hết. Kệ đi chị ơi, ai nói gì nói, mình miễn sao mình lo cho con mình là được rồi nha. Em còn mưu hoài được anh, chứ không phải mẹ mấy niệm của nó ăn. Ừ. Bây giờ chị Huệ chỉ còn đi làm này kia nọ, đang kiếm thêm nữa mà lo cho em Thấm hàng ngày nữa, chứ đâu phải là chỉ lấy cái số tiền đó mà làm của riêng đâu cả nhà. Nói em ăn cái đó, đừng có nói em ăn đó. Đừng qua ta cho 1 triệu bạc, đưa cho 500, còn 5 dinh dữ này nè. Anh trai là anh điện cho qua đó, còn mua nước yến cho nó nè. Nói ngày nhiên, nó nói nên gặp ngờ, bỏ núi rồi. Nó cho Thấm giữ riêng nữa ha. Dạ, rồi lấy hàm ba mẹ gỡ con là con gỡ bà 500 đi, còn có lấy 500 đưa núi, bỏ núi. Ôi chị, xem thấy bà Thấm có cái búp bê là bê để mới mua cho anh, là cho tượng trưng nhớ được đứa con ha. Con anh này ở bên Mỹ rồi, qua cho bà chị. Bữa hổm nghe nói là Thấm có người được chị Việt Kiều vậy bên Mỹ nhận làm con nuôi vậy ha chị Huệ. Có. Đó. Trời ơi, ngon người ta. Nói mẹ lâu lâu mày gửi về gì cho con. Rồi cái nói vậy mà không ba hai gái. Không luôn nha. Không nghĩ gì với em đó. Không luôn, hai gái quá. Rồi tự nhiên quên. Để nhớ lại tự nhiên quên cái vụ gì nè. Đây là gia đình mình sống ở đây là lâu chưa chị? Lâu rồi. Lâu rồi, ba mấy năm rồi. Trời ơi, dưới chùm cầu vậy đó hả? Dạ. Hồi đó em làm công trình cầu này mà. Trời ơi. Có thể. Là anh Dũng làm công trình cầu này luôn. Tới đây dài ra là tới lộ tẻ luôn á. Dạ. Là làm ở đây rồi sống đây luôn đó anh Dũng? Sống đây luôn. Bây giờ nhà cửa sát bên sống đây luôn. Dạ. Rồi anh với chị đó quen làm sao? Chị cũng làm... gặp. Chị gặp. Tưởng chị làm công nhân cầu luôn chứ. Vậy chia sẻ đi, chia sẻ hai bà đó quen nhau từ độ nào nè. Chị Huệ. Có gì đâu mà cỡ, có sao nói vậy mà. Nhắc tới mối tình thấy nhớ lại kỷ niệm cười hoài ha. Chắc đó anh Dũng nói chuyện ngọt lắm ta. Có gì đâu mà ngọt. Sao gặp là đầu tiên là gặp ở ta tại đâu? Vĩnh Hành. Vĩnh Hành. Anh Dũng, ngồi ngồi đây, anh Dũng. Ngồi kế bả đi mà, trời ơi, rồi. Lâu quá rồi, không ngồi gần ha. Mùi quá. Có gì đâu. Lần đầu tiên đâu anh kể lại lần đầu, thì, đầu tiên gặp chị Huệ. Thì gặp đi chơi Đình Vĩnh Hành á. Rồi mới chọc, tỏ tình chọc ở nhà em anh khổ gì đó. Nếu chịu rồi về sống, không chịu thì thôi. Rồi bả trả lời sao? Thì nó trả lời biết sao đó. Sao chị Huệ trả lời sao nói lại? Thì cái nhau khổ thì khổ với nhau. Có khổ cùng khổ, có sướng cùng sướng. Dạ. Rồi xong là tiến tới luôn. Rồi hai ông bà là sống với nhau bao nhiêu lâu rồi? Ba mấy năm rồi. Trời ơi, trong một túc. Đây đúng là một túc điều tranh hay quả trên vàng luôn ta. Không được liều đâu. Này dưới dạ cậu khổ quá. Khổ quá đây nè, dán ra đã mụn hết trơn nè, chưa có cây lót lại nữa nè. Nè, dán này nè. Dạ. Dán này. Dán này là sắp mục đó. Dán rồi mấy ông Dũng này sao này? Ông Dũng là sao ha? Dạ. Ông Dũng giếm thì nhớ. Là Thấm là con của mối tình đầu. Dạ. Dạ anh Dũng là như là chồng sao của chị Huệ. Mấy ông này là nhỏ này mấy 3 tuổi à. Được lâu chứ anh Dũng với chị Huệ sống lâu chưa? Lâu rồi. Nhỏ này 3 tuổi rồi. Mới 3 tuổi à. Rồi anh Dũng với chị Huệ là có bé nào riêng không? Không. Là tập trung là nuôi cho Thấm ha. Hai người nuôi Thấm thì cả nhà thấy đó, nếu mà anh Dũng anh không thương Thấm với chị Huệ thì cũng đâu có cần mà phải xuống ngầm cầu mà ở rồi thêm Thấm bị tình trạng như vậy đó cả nhà. Đó là cái tấm lòng người ta thương thật Thấm ở được tới bây giờ. Chứ còn một số người không biết rồi nói này nói nọ thì cũng tội nghiệp cho anh Dũng với chị Huệ. Anh Dũng ơi, thì khi mà anh với chị Huệ đến với nhau á thì là mình quyết định là ở đó tới từ đó tới giờ ở đây luôn đó hả? Ở đây luôn. Trời ơi. Đó, ở bên kia rồi ở nhà ta bỏ ngoan mình nhưng mình ở nơi nhà vậy đó. Giờ ta bán rồi ta bán đâu, ta, đâu cho ở. Dạ. Vậy để ra sao? Rồi ở nhà quan vậy là lúc đó là Thấm cũng ở chung luôn hay gì chị? Ở chung luôn. Dạ. Không có ở nhà ngoài. Rồi sao mình không ở đó nữa hay bị người ta đuổi? Không có, người ta trả nhà người ta, bị gì chỗ đó mà ăn được. Ta bán rồi. Nắm ở nhà ngoài nữa. Chỗ đó là cái khu đó là không ai làm gì được hết. Dạ. Khu tập trung mà.
Rồi anh chị về ở cái gầm cầu ở nơi đây là bao lâu rồi? Lâu lắm rồi, lúc mà làm cầu là năm 2003 tới giờ đó anh tính đi. Hơn 20 năm rồi. Rồi có ai lại đây mà cũng như chính quyền địa phương là có lại đây la gầy mình không, không anh chị? Không. Không là người ta biết hoàn cảnh mình thơ phương cầu thực mà không có nơi ở thì người ta cũng thông cảm ha. Mình khổ nghèo với mình ở đây là chủ yếu mình có nơi để che nắng che mưa rồi mình đi còn tìm mà công ăn việc làm nữa chứ đâu phải mà phá phách gì đâu mà người ta sợ ha. Bởi vì ở đây thì nói chung thì nhờ gần cầu này kia nữa cũng có gió nó mát đỡ chứ cái em thấm mà bệnh kiểu này mà ở mấy chỗ mà nóng nực cũng hơi căng à. Ở đây mình thấy bề ngang đâu có nhiêu đâu ta, bề ngang này cỡ 4 mét không anh? Vậy gì thấy không? Cũng 4-5 mét à, đây ra ngoài tới đó luôn á, đây ra tới trước luôn à. Mà chưa bây giờ cây đã mục hết trơn nè, chưa có dán lót lại nữa nè. Dán này là mình mua hay là người ta cho ta nữa? Ta cho, chứ không cho. Từ thiện cho nữa ha. Đây nói chung toàn bộ đồ của anh Dũng, tất cả ba cái đồ mà xài ở dưới đây là có từ thiện cho không á cả nhà. Hai vợ chồng không có công việc làm. Không em đi bắt ếch à? Bắt ếch. Bán được 300 ngàn. Sáng bán được nhiêu anh? Bán được 100 ngàn. Ôi ôi hay vậy? Thiệt chứ, để cô bác nói tôi nói dốc. Nói hồi bữa hổm á, đi với Trúc Ngang. Nói là Trúc Ngang mua ếch hả? Trời ơi trời, đã bắt trước mắt đó mà không thấy. Bây giờ không nghe. Rồi thêm là cái vụ gì anh làm cái gọng gì để bắt ếch mà người ta nói anh diễn thì có không? Mới bán hồi sáng nha mày. Anh em vô coi cái nào đâu mà nói anh diễn nè. Nè mà nói tự vậy anh nó làm diễn nè. Đó, tôi đi bắt ếch không mau. Cái gọng tôi làm bắt ếch gì mà nói tao diễn. Gọng rồi. Đi bắt ếch để mà sinh sống hàng ngày đây mà nói diễn người ta. Nó nói tôi diễn đó. Trời ơi là trời. Kệ đi anh Dũng ơi, nói gì nói anh Dũng ơi, mình sống tốt là được rồi. Có bắt ếch là mình thục hang hay là sao? Không, Dũng bắt tay bằng đêm, nó bắt ra ngoài bắt cạp. Trời ơi hay vậy? Ở ngoài nó ruộng á anh, mò ra ruộng á. Bây giờ bò ra ngoài hết. Vậy là nước lên đó ha. Không có nước thì bơm lên á, như đầm khô. Dạ, nhịn ăn á. Dạ, nhịn ăn được. Rồi chị Huệ có đi theo không? Không, em mới nhìn. Sao nổi. Tôi lội đi xa lắm. Hôm nay mình tính lội đi lội về là biết nhiều cái số. Nhiều. Cậu cũng khoảng 10 số. Đi 1 giờ vậy á. Đi lúc ở trên kia lậu chở ngược kìa. Mà đi ra trong đường ruộng không chứ đâu không à. Phải đi ở ngoài đường cái gì ha. Ngoài đường cái làm gì có ếch. Ngoài đường cái làm gì có ếch. Đi ngoài đồng á. Ếch cặp á. Cặp đâu có mà ếch cặp. Rồi bữa nay bán được nhiêu? 100. 100 ngàn à. Phải không mà đừng có vụ mà trời sáng trăng nó bán từng triệu mấy xin. Rồi. Sáng bên ếch không ra có ngàn. Cái này lâu lâu mới có hên được vô lần chứ dễ gì mà có hoài ha. Nó có hoài luôn. Nó lia thiên thu luôn á. Vậy hả? Là anh chụp tay á hả? Bắt tay dễ ẹt nó nằm tại chỗ mà gọi đèn lại nó nằm tại chỗ luôn. Hôm nào cho tụi em đi theo bắt cái rồi. Hôm nào là mình Trúc Ngang sẽ... ông thấy Trúc Ngang quay lên trong cái clip anh có mà. Đi rồi. Hôm nào em cho ta không, trực tiếp theo Dũng để review. Nói đâu nói đâu lại. Đất nhà chỗ thì nước ngang đây nè mà nó xịn. Nói chung đi vậy rồi ban đêm mà ai lo cho thấm được. Phải không? Phải có người ở nhà lo chứ. Em ở nhà lo đó. Anh Dũng hồi xưa anh gặp chị á thì điểm nào là anh thích nhất anh Dũng? Thì mình nghèo với nhau mình để mình đừng có là nói mà ham giàu này nọ. Nó không có đâu. Có thiệt. Có sự đồng cảm ha. Sự đồng cảm với nhau. Sống cũng dễ. Còn thứ mà kiểu mà thấy người ta giàu nhào vô ăn của người ta. Nó ướt đó nghèo mà cốc mà trèo lên cái cao đó. Hồi đó là anh lúc anh gặp đầu tiên là anh biết là chị Huệ là có biết chứ ba tuổi có ẩm trên tay luôn hả? Ba tuổi lúc đó anh có suy nghĩ gì không anh? Không muốn suy nghĩ gì cũng con người nào con cũng như là con đôi thôi cũng bình thường mà là lúc đó anh chỉ suy nghĩ là thương mẹ phải thương con ha. Con người nào cũng vậy thôi. Quan trọng là mình dành tình thương cho nó mình thương nó mới thương lại mình. Như cái đường bà mà bỏ đúng rồi chị Huệ. Người khác có con dẫn đi theo rồi chồng nhỏ nó quýnh không có đâu. Tôi không chơi kiểu mất dạy đâu. Thương mẹ mới con. Thương mẹ với con ha. Hay quá. Lúc đó có nói gì không chị? Có nói ảnh luôn hay không? Không có hứa hẹn gì không? Không có nói là nếu mà tôi không thương này kia nói rồi tôi chịu gì không? Không có thề thốt gì không? Lúc đó chị nói vậy rồi anh trả lời sao anh Dũng?
thì mình cũng thương với nhau, ở chung với nhau có gì đâu. nó hình như là như có gì đó ông ngại ngại em muốn giấu nè. Rồi hai ông bà có làm đám cưới gì không? Không không ha. Mẹ ngỡ nhau không ấy. À. Là cũng như là ra mắt ông bà anh em gì thôi. À. Rồi ở tới giờ luôn. Bởi vì cái hạnh phúc là quan trọng là chỗ đó cả nhà. Chán gặp người giàu không gặp. Đâu cần mà phải làm trăm mâm, hai trăm mâm gì mới ở được ha. À, nhầm được. Để cái bộ. Vậy là bé Thấm là cử chỉ như vậy là suốt luôn đó ha anh. Dạ. Lúc chưa có vụ kia cũng vậy luôn ha. Dạ. Nó đòi đi Vinh nữa nè mà không dám chở đi. Đi Vinh là Vinh Đức Cô Quảng. À, đòi đi lễ ha. Đường số 5 lên chút xíu mà tới rồi. Nhắm Vinh chở đi. Đi hoài gì? Thấm ơi. Dạ, chú Thấm kêu à. Hả? Chú kêu kìa, chú kêu mày kìa. Thấm ơi. Dạ, vậy là em Thấm âm suốt luôn hả? Suốt luôn. Nhưng mà cũng mệt đó. Bằng đêm đã ngủ luôn. Nên đấy mà nó cho nó bé lạnh, bé lạnh đó cơ mà đó. Bữa hổm nghe nói Thấm đặt tên em bé tên gì em quên rồi chị Huệ. Thanh Ngân. Thanh Ngân phải không? Dạ. À. Rồi cho bé nói rồi. Là sĩ. Nhắc tới bé thì em Thấm buồn lắm cả nhà. Đây tình mẫu tử là vậy cả nhà, không mình cũng không dám nói lớn cả nhà. Nghe nói Thấm sửa sạn đi Mỹ vậy không biết có không nè. Bà mẹ nuôi nó cứ như Mỹ á, bà nó mới nhìn đi. Xây quạt quá. Nói vậy, ma má về như vậy cho mình là cầu cho má phải vậy con. Kéo quạt xích đây nè, cho kéo quạt lên đây nè em, cho mấy anh mấy. Được rồi, được rồi, trời ơi. Cái quạt kia nằm kia rồi. Mạnh quá ha, công nhận xài cái tấm pin năng lượng mặt trời nhiều đó mà mạnh. Ở đây như dư điện xài luôn. Tích điện.